Kính chào quý khán giả, quý vị đang đến với chương trình Toàn cảnh thế giới của Đài Truyền hình Việt Nam. Chúng ta sẽ dành một phần thời lượng lớn của chương trình ngày hôm nay để nói về một câu chuyện đang rất thời sự ở Trung Đông. Ngày 15 tháng 3 vừa qua đánh dấu một năm ngày nổ ra cuộc khủng hoảng Syria, một năm của các cuộc xuống đường, bạo loạn, cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người và đẩy đất nước vào bên bờ của nội chiến. Các giải pháp ngoại giao để tìm lối thoát cho cuộc khủng hoảng này vẫn đang rất mờ mịt. Chính quyền của Tổng thống Assad cho rằng họ đang là nạn nhân của âm mưu và sự can thiệp của phương Tây vào tình hình nội bộ và sẽ không nhượng bộ trước những sức ép yêu cầu từ chức. Đòi hỏi của lực lượng đối lập và sự cứng rắn của ông Assad đã đẩy cuộc khủng hoảng này đi quá xa. Cùng có mặt trong trường quay hôm nay với chúng tôi để bình luận về vấn đề này, xin giới thiệu giáo sư tiến sĩ thiếu tướng Lê Văn Cương, nhà phân tích các vấn đề quốc tế. Xin cảm ơn ông Lê Văn Cương đã tới tham gia chương trình cùng chúng tôi ngày hôm nay. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chương trình với một tổng hợp ngắn để cùng điểm lại tình hình Syria một năm khủng hoảng. Sau ngày xảy ra các cuộc xuống đường biểu tình phản đối chính phủ, Tổng thống Bashar al-Assad luôn nói rằng tình hình Syria sẽ khác với những nước mà làn sóng bạo loạn mùa xuân Ả Rập quét qua. Chính phủ của ông giờ đây vẫn đứng vững nhưng với thách thức ngày càng lớn, sức ép từ bên ngoài và bạo loạn lan tràn từ bên trong. Chúng ta sẽ chiến thắng những âm mưu này. Không nghi ngờ gì nữa, họ đang tiến tới những trang cuối của âm mưu lật đổ chúng ta. Và chúng ta sẽ khiến trang cuối này cũng là sự kết thúc đối với họ và âm mưu của họ. Syria đang càng tiến gần hơn tới một cuộc nội chiến. Có tin nói lực lượng đối lập đã được các thế lực nước ngoài trang bị vũ khí để đối đầu với quân chính phủ. Ở những điểm nóng giao tranh như thành phố Homs hay Dara, tiếng súng đại bác réo ầm từng ngày. Ước tính 8.000 người đã thiệt mạng theo con số của Liên Hợp Quốc. Cộng đồng quốc tế đang đưa ra nhiều phương án lựa chọn quân sự và ngoại giao khác nhau. Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain đã yêu cầu Washington không kích và bảo vệ các trung tâm dân cư, tạo khu vực an toàn cho những người tị nạn Syria và đưa quân nước ngoài đến lập các hành lang nhân đạo nhằm bảo vệ những người tị nạn dọc biên giới của Syria cũng như xung quanh các thành phố đang bị đe dọa. Bất chấp một năm hoạt động ngoại giao với nhiều lần sử dụng quyền phủ quyết của Nga và Trung Quốc, Liên Hợp Quốc vẫn đang tiếp tục tìm một giải pháp cho vấn đề Syria. Tổng thống Mỹ Barack Obama đã yêu cầu một danh sách sơ bộ những lựa chọn quân sự tiềm tàng tại Syria. Nhưng cho đến nay, các nỗ lực của phương Tây nhằm lật đổ Tổng thống Assad mới chỉ tập trung vào các giải pháp ngoại giao và chính trị như gây sức ép, cô lập và trừng phạt kinh tế. Tôi nghĩ rằng các giải pháp từ bên ngoài chỉ mang lại những cuộc xung đột mới. Từ một cuộc xung đột nội bộ, Syria này đã trở thành cuộc xung đột quốc tế giữa các phía. Chúng tôi cần một sự thống nhất để tiến tới một giải pháp cho Syria. Những chia rẽ chính trị chỉ làm gia tăng căng thẳng. Một nhân tố không thể không nói tới là sự can thiệp của Liên đoàn Ả Rập. Tổ chức này đã hơn một lần đưa ra giải pháp cho vấn đề Syria, nhưng chưa lần nào được chấp nhận vì trong đó luôn có yêu cầu Tổng thống Assad phải ra đi. Ông Alexei Pushkov, người đứng đầu một ủy ban đối ngoại Thượng viện Nga, từng tham gia vào tiến trình thương lượng của Nga trong cuộc khủng hoảng Syria cho rằng đó không thể là một lựa chọn. Liên đoàn Ả Rập tin rằng chế độ cầm quyền hiện nay tại Syria phải thay đổi. Nhưng trong khi tìm kiếm một giải pháp như vậy, thì họ không hề đưa ra gợi ý nào về tiến trình chính trị tiếp theo. Ai sẽ thay thế thể chế hiện nay của ông Assad? Đó sẽ là những người cầm súng vũ trang chống lại chính phủ. Những nỗ lực của nhóm người này đang nhận được sự hỗ trợ của nước ngoài, cả về kinh tế lẫn quân sự. Hay sẽ là một thế lực thứ ba? Đó là câu hỏi đối với tôi chưa có câu trả lời. Chính quyền của Tổng thống Assad đang đối đầu với một phe đối lập đầy chia rẽ. Nhóm đối lập chính được biết tới với tên gọi Hội đồng Dân tộc Syria đã gây được tiếng vang khi có các cuộc đối thoại với đại diện của các cường quốc muốn tham gia vào tình hình Syria như là Mỹ, Nga, Trung Quốc, EU, Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng nhóm này không có nhiều ảnh hưởng trong lãnh thổ Syria nếu so với những tay súng đang trực tiếp cầm vũ khí đối đầu với quân đội của ông Assad. Ngoài ra, còn có lực lượng quân đội tự do Syria, bao gồm những người chống đối ở khu vực gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Những tháng qua, Tổng thống Assad đã phải đối đầu ở cả ba mặt trận, nhưng không lực lượng nào đủ sức gây đòn chí mạng để kết thúc cuộc đối đầu với ông.
và Syria càng chìm trong chia rẽ và đổ máu. Thưa Thiếu tướng Lê Văn Cương, vậy là tròn một năm xảy ra một cái điểm nóng của mùa xuân Ả Rập. Những giải pháp chính trị bế tắc và bạo lực chưa ngừng lại là những gì ngắn gọn nhất có thể nói về tình hình Syria. Không giống như những quốc gia Ả Rập khác bị làn sóng mùa xuân Ả Rập quét qua, mọi việc đã ngã ngũ trong một khoảng thời gian ngắn, còn ở Syria thì đã tới một năm rồi. Và theo ông, tại sao lại như vậy ạ? Đúng là so về Tunisia, Ai Cập và Libya thì tình hình Syria phức tạp hơn nhiều. Nó dai dẳng và có thể nói mang tính khốc liệt. Theo tôi có mấy cái nhân tố thế này làm cho tình Syria phức tạp. Thứ nhất là Syria có cái vị trí địa chính trị, địa chiến lược cực kỳ quan trọng. Cái lãnh thổ Syria nằm ở cái vùng giáp ranh của ba châu lục: châu Âu, châu Á và châu Phi. Bản thân Syria lại nằm trên gần như cái trung tâm của cái vòng cung Ả Rập Hồi giáo từ Bắc Phi Trung Đông. Vì Syria nằm ở bờ Tây của địa Trung Hải, rất gần vì ra eo biển Hormuz, ra vùng vịnh. Chính vì cái vị trí địa chiến lược, địa chính trị quan trọng này mà trên 2.500 năm lịch sử, Syria đã là nơi mà chịu sự đô hộ và xấu xẻ cực cục trong ngoài khu vực. Và chính cái vị trí địa chiến lược này, địa chính trị này, mà đến giờ phút này, các cường quốc trong ngoài khu vực cũng chưa chịu nhường nhịn nhau. Đấy là nơi tranh giành. Vì như vậy là tình xin phức tạp kéo dài. Nguyên nhân thứ hai là bản thân cái nội bộ, cái phân bổ lực lượng và cái tương quan lực lượng ở Syria hiện nay cũng rất là chênh lệch so với Tunisia, so với Ai Cập và Libya. Chính quyền của tổng thống Assad có một lực lượng quân đội khá mạnh, được trang bị hiện đại. Ngược lại, cái lực lượng đối lập lại là hết sức ô hợp, không đoàn kết và không có nguồn cơ tập lực lượng. Đấy chưa nói là chính quyền Damascus còn có quan hệ chặt chẽ với Hezbollah, với Damascus. Rõ ràng là mình chênh lệch cái cửa. Vì thế mọi cái việc diễn ra Syria lằng nhằng và hết sức phức tạp. Cái vấn đề thứ ba là về mặt bề ngoài hình thức thì ở Syria nó giống với Tunisia, với Ai Cập, với Libya ở chỗ tức là cộng đồng người dân người ta đứng lên phản đối chính quyền. Nhưng thực ra nó có một khác biệt rất cơ bản ở tầng sâu của nó. Đó là tôn giáo. Đều là tôn giáo. Nếu như Tunisia, Ai Cập, Libya thì trên 95% người Hồi giáo theo dòng Sunni và chính quyền là chính quyền của người Sunni. Bản thân Ben Ali Mubarak là người Sunni. Ngược lại ở Syria hiện nay trên 70% là người Hồi giáo dòng Sunni, nhưng mà chính quyền của ông Bashar lại là thuộc người Shiite. Trên ở cái phía dưới cuộc xung đột trong nội bộ của Syria này thực chất là một cuộc xung đột về tôn giáo, mà là xung đột các phe phái tôn giáo cực kỳ phức tạp. Chúng ta nhớ rằng là xung đột cái cuộc xung đột những người Tin Lành và Thiên Chủ giáo ở Ireland và Anh kéo dài suốt từ thế kỷ 16 bây giờ mà chưa xong được. Nhưng chính vì những lý do đấy mà cái cuộc xung đột ở Syria này hết sức phức tạp, dai dẳng và mang tính khốc liệt hơn nhiều. Vậy thì chúng ta có thể nhìn nhận như thế nào về sự can thiệp của nước ngoài vào cái tình hình Syria? Mỹ và châu Âu thì không ngừng gây sức ép, nhưng đến nay họ vẫn chưa dám khẳng định về một cái động thái can thiệp quân sự. Chắc chắn là không phải chỉ vì hai quốc gia có tiếng nói phủ quyết trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc là Nga và Trung Quốc sẵn sàng phủ quyết một hành động như vậy đối với Syria. Hoàn toàn đúng. Ở đây hiện nay bản thân Mỹ và các đồng minh của Mỹ ở Tây Âu cũng hết sức do dự và người ta rất ngần ngại trong việc đưa ra cái can thiệp quân sự. Và đến giờ phút này cả châu Âu và Mỹ đều nói công khai rằng là chúng tôi chưa sẵn sàng cho giải pháp này. Cái điều này đúng như đồng chí nói. Về mặt khách quan mà nói là sẽ rất khó mà có một cái nghị quyết Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc giống như tại Libya. Đây là nghị quyết 1973 ngày 17 tháng 3 năm 1992-2011 cho phép NATO thiết lập vùng cấm bay và can thiệp quân sự vào Libya. Hiện nay ở Syria thì khả năng rất khó. Khó có một nghị quyết như vậy. Do đúng như đồng chí nói là do Nga và Trung Quốc phản đối. Những cái điều quan trọng hơn nữa, về mặt khách quan mà nói, thì cái tương quan lực lượng tại Syria tôi nói vừa rồi nữa, nếu sẽ can thiệp quân sự vào với ủng hộ một lực lượng mà rất yếu kém, không đoàn kết rời rạc như vậy, thì liệu giải quyết được không? Đây là khách quan. Cái thứ hai là đây là cuộc xung đột tôn giáo. Và sẽ hoàn toàn nó không đóng khung trong lãnh thổ Syria, nó khác với Libya. Nếu bùng nổ ở đấy thì chắc chắn cái xung đột giáo phái này nó kéo dài cả cái vòng cung Bắc Phi Trung Đông nữa. Cho nên đấy là cái lý do mà Mỹ và châu Âu cần phải tính toán. Mà cái điều nữa cần phải tính đến là bản thân về mặt chủ quan mà nói, hiện nay Mỹ đang xa lầy áp quanh tăng, có thể nói như vậy. Nhất là cái vụ 11, một lính Mỹ vừa rồi bắn 11 thường dân, 16 thường dân của áp quanh tăng, tạo ra một cái làn sóng phản đối Mỹ trong thế giới Ả Rập Hồi giáo. Bản thân về mặt kinh tế Mỹ bắt đầu khôi phục,
Nhưng mà chỉ còn 7-8 tháng nữa, cái quỹ thời gian của Tổng thống Obama chuẩn bị bầu cử này không bao nhiêu cả. Mà trước mắt còn ngổn ngang rất nhiều vấn đề an sinh xã hội chưa giải quyết được. Còn mắc ở kẹt ở Afghanistan. Chứ bản thân Mỹ cũng có điều kiện để phát động cuộc chiến tranh ở Syria nữa. Đối với EU cũng tương tự như vậy. Trước còn một tháng nữa là bầu cử Tổng thống Pháp. Cái Eurozone còn rất nhiều vấn đề còn phức tạp mà chưa lường định được. Chứ rõ ràng là bản thân về mặt khách quan và chủ quan chưa cho phép Mỹ và EU và các đồng minh khác của Mỹ sẵn sàng can thiệp quân sự vào đây nữa. Đây là khách quan và chủ quan của chúng ta. Xin cảm ơn ông. Thưa quý khán giả, trong tình hình như vậy thì có một diễn biến ngoại giao trong tuần liên quan tới tình hình Syria khiến dư luận đặc biệt chú ý. Đó là sứ mệnh thuyết khách của phái viên Liên Hợp Quốc, cựu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Kofi Annan đến Syria. Ông Kofi Annan đến Damas với một bản kiến nghị những giải pháp nhằm chấm dứt cuộc xung đột dai dẳng. Và chi tiết của kế hoạch này chỉ được biết rõ khi ông Annan có phiên điều trần với Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tại New York vào ngày hôm qua. Trong cuộc hội đàm với Tổng thống Assad tại Damas, ông Annan đề nghị chính quyền Syria nhanh chóng chấm dứt các cuộc xung đột, cho phép cung cấp viện trợ đến các khu vực bị phá hủy và bắt đầu các cuộc đàm phán nội bộ. Việc chuyển giao quyền lực từ ông Assad cho phó tổng thống đều đã từng được nhấn mạnh trong các kế hoạch hòa bình do Liên đoàn Ả Rập đưa ra, đã được loại bỏ trong những đề xuất của ông Kofi Annan. Có lẽ vì vậy, Damas đã đánh giá cao các cuộc đàm phán của ông Annan với Tổng thống Assad. Syria cam kết làm tất cả để sứ mệnh của ông Kofi Annan thành công. Các cuộc đối thoại với chính phủ Syria đã diễn ra tại Damas và chúng tôi chờ đợi nhóm nhân viên của ông Kofi Annan tới Damas vào Chủ nhật này để bàn thảo thêm những vấn đề xung quanh sứ mệnh hòa bình của ông ấy. Điều nên làm hiện nay là phái các nhà quan sát, những người được cả chế độ Syria và phe đối lập tin tưởng tới nước này. Tuy nhiên, việc thành lập một nhóm quan sát viên của Liên Hợp Quốc đòi hỏi phải có một nghị quyết và sự đồng thuận giữa các nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an. Bất cứ sự đồng thuận nào giữa 5 nước ủy viên thường trực cũng sẽ mở ra cánh cửa cho các thỏa thuận. Có thể đây sẽ là con đường quanh co để đạt được một cuộc ngừng bắn trong tương lai ở Syria. Trong lúc này thì ông Annan đã cảnh báo về tầm nghiêm trọng của cuộc xung đột tại Syria. Bất cứ tính toán sai lầm nào cũng có thể dẫn đến sự leo thang xung đột ở quy mô lớn, điều sẽ gây nên những hậu quả nghiêm trọng và rất khó kiểm soát cho khu vực này. Không chính phủ phương Tây nào muốn can thiệp quân sự vào Syria. Việc trang bị vũ khí cho phe đối lập và biến Syria thành một Afghanistan thứ hai không phải là lợi ích của bất kỳ quốc gia nào. Hiện nay, các nước vẫn tiếp tục gây sức ép cho đến khi tìm ra một giải pháp dung hòa. Ngoài việc cung cấp các loại vũ khí cho phe đối lập Syria, các phương tiện truyền thông phương Tây còn cho biết Washington đã có kế hoạch phát động một kế hoạch chống Syria. Đó có thể là thiết lập một khu vực an toàn ở vùng biên giới của Syria để tăng sức ép đối với Damas. Trong bối cảnh đó, thái độ của hai cường quốc Nga và Trung Quốc luôn luôn được tính đến. Bất chấp sự chỉ trích từ phương Tây, Nga vẫn kiên quyết giữ vững lập trường phản đối sự can thiệp quốc tế tại Syria. Có lẽ những điều rút ra từ cuộc chiến tranh Libya, cuộc chiến được hỗ trợ pháp lý bằng một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã khiến Nga và Trung Quốc đi đến quyết định can dự sâu hơn vào tình hình Syria hiện nay. Đặc phái viên Trung Quốc cũng đã đến Syria với bản đề xuất hòa bình 6 điểm của Trung Quốc. Theo đó, Bắc Kinh yêu cầu chính phủ Syria và các lực lượng đối lập hợp tác với nhau và tiến hành đối thoại mà không có sự giúp đỡ của một cuộc can thiệp vũ trang nước ngoài. Vì vậy, bất cứ một tính toán nào của phương Tây nhằm ra đòn tổng lực chống lại Tổng thống Assad đều không thể bỏ qua lập trường này của Nga và Trung Quốc. Thưa tiến sĩ Lê Văn Cương, ông đã thấy có cảm giác rằng việc tìm giải pháp cho vấn đề Syria là nơi thao diễn ảnh hưởng của các nước lớn và cả các nước trong khu vực nữa. Ông nghĩ sao về điều này ạ? Tôi cho nhận định ấy hoàn toàn đúng đắn. Như phần trên tôi nói, do cái vị trí địa chiến lược, địa chính trị đặc biệt quan trọng như vậy. Chứ nếu như ở Tunisia, ở Ai Cập và ngay cả Libya, sẽ không còn một cuộc rằng có căng thẳng như Syria này. Chính tại cái vị trí địa chiến lược này, mà cả quốc gia trong và cường quốc trong ngoài khu vực đều muốn có cái tranh giành ảnh hưởng đấy cả. Mà ở cái tuyến một tôi cho ra là Mỹ và Nga. Ở cái phía sau đấy còn cả Trung Quốc, còn cả Ấn Độ với Iran nữa. Cả cường quốc khu vực đấy còn chúng ta không được quên Thổ Nhĩ Kỳ. Thổ Nhĩ Kỳ cũng muốn vươn lên làm minh chủ khu vực này. Và nếu như gạt bỏ Assad thì rõ ràng cái khả năng Thổ Nhĩ Kỳ trở thành minh chủ ở đây rất nhiều. Chứ đúng ở đây đang là nơi hợp lưu tranh giành ảnh hưởng các cường quốc trong ngoài khu vực. Cái điều dễ hiểu.
Theo ông thì cái cuộc khủng hoảng hiện nay tại Syria sẽ đưa tình hình khu vực đi đến đâu? Các nhà phân tích cho rằng là phương Tây muốn đẩy nhanh cái tình hình Syria để giải quyết những cái ngăn chặn ảnh hưởng của những cái nước khác trong khu vực nữa, như là Iran chẳng hạn. Cái điều ấy hoàn toàn đúng. Thật ra cái tình Syria nó tác động rất lớn Iran. Nước Cộng hòa Hồi giáo Iran hiện nay chỉ có Syria là đồng minh duy nhất ở Trung Đông. Ở đây, Iran đã tìm mọi cách để bảo vệ Tổng thống Bashar al-Assad. Quả thật, nếu Tổng thống al-Assad phải ra đi nữa, thì đây là thảm họa đối với Iran. Người ta nói rằng, cái con đường vào Iran phải qua Syria. Chính đây là cái nút mà chính Mỹ phương Tây bằng mọi cách phải lật đổ Tổng thống al-Assad. Đây là một. Chứ mọi cái diễn biến ở Syria tác động đến vấn đề hạt nhân của Iran. Vấn đề thứ hai là bản thân Syria, tình Syria tác động trực tiếp đến một quan hệ giữa Israel và Palestine. Có thể nói Syria nằm trong vòng xoáy của Palestine và Israel đã suốt 60 năm nay rồi. Mà riêng Syria cũng đã có 4 cuộc chiến tranh với Israel. Đây là năm 48, năm 1949, năm 1967, năm 1973. Tại cuộc chiến năm 67 thì Syria đã mất cao nguyên Sinai cho Israel rồi. Chứ rõ ràng tình Syria nó diễn biến trực tiếp đến quan hệ Israel-Palestine. Để chưa nói là cái Syria có quan hệ chặt chẽ với Hezbollah ở Liban, với Hamas của Palestine. Chứ rõ ràng tình Syria nó rung chuyển toàn bộ khu vực này. Trở lại, nhưng với những cái giải pháp cho vấn đề Syria thì ông nghĩ gì về thế bế tắc hiện nay trong việc tìm một giải pháp? Sự ra đi của ông Assad là cái điều kiện tiên quyết của phương Tây, nhưng đó chắc chắn không phải là cái sự lựa chọn trong cái thời điểm này của ông Assad. Vậy để có một cái giải pháp tìm ra cái lối thoát cho cuộc khủng hoảng này thì có phải có cái sự thay đổi lập trường nào đó trong quan điểm của các bên chưa? Trước hết chúng ta phải thấy thế này. Dù nó nóng bỏng như vậy, nhưng mà giữa Nga và Mỹ, về các đồng minh phương Tây, đều có một điểm thống nhất chung là đảm bảo không diễn ra một cái cuộc chiến tranh đẫm máu ở Syria. Đây là thống nhất chung. Cả của Mỹ cũng muốn như vậy, châu Âu và Nga, Trung Quốc, Ấn Độ đều muốn như vậy cả. Thế nhưng mà cách xử lý bài toán này khác nhau. Đấy. Mỹ và các đồng minh Tây Âu thì kiên quyết loại bỏ Bashar al-Assad. Đây là cản trở duy nhất. Mà cái điều này Mỹ cũng mặc cả. Đấy là kiên quyết. Ngược lại, Nga cần đảm bảo một cái ổn định ở Syria, mà trong người Nga có lợi. Chứ còn cái Tổng thống Assad có ra đi không là cũng là chuyện khác. Nhưng mà ưu tiên quan trọng nhất của Nga là không ở ngoài thảm họa về mặt nhân đạo ở đây. Cái thứ hai là đảm bảo cái ổn định Syria. Cần được khác cũng như vậy. Chứ rõ ràng là bản thân cái tình Syria diễn biến phức tạp. Nhưng mà tôi nghĩ cái kịch bản sẽ diễn ra thế này. Mỹ và EU và Liên đoàn Ả Rập sẽ càng ngày càng siết chặt vòng vây về kinh tế. Có thể là siết chặt vòng vây làm cho chính quyền Damas ở cái thế cực kỳ khó khăn về kinh tế và xã hội. Đây là một. Và chắc chắn người ta đi con đường này. Đến cái độ nào đấy, chính quyền Bashar al-Assad không đủ sức để điều khiển và chỉ huy toàn bộ cái mặt trận trong quốc gia nữa. Và không loại trừ trong quá trình như vậy thì lực lượng đối lập sẽ có cuộc thương lượng. Đồng thời cũng nên loại trừ là có cái đảo chính quân sự, kể cả ám sát. Tất cả những việc này đều có thể xảy ra gì cả. Và như vậy thì để một cái đồ nào đấy, tôi nghĩ rằng là chính quyền Bashar mà khi mà không lầm chủ tình hình nữa thì chắc chắn là cả cường quốc ở phía ngoài như là Mỹ, như Nga, kể cả Thổ Nhĩ Kỳ và Iran vân vân cũng sẽ có một cái bước lùi cần thiết. Đây là cái thỏa hiệp cần thiết để đảm bảo giảm bớt cái đổ máu Syria. Và cái phương án tốt nhất là tạo điều kiện cho Tổng thống Bashar al-Assad và gia đình và những người thân cận của ông ta ra đi trong khuôn khổ pháp luật quốc tế. Có nghĩa cái ra đi của Assad nó khác hẳn với Ben Ali, khác hẳn Mubarak. Và như vậy sẽ được quốc tế mở đường cho đi, đảm bảo về cuộc sống lâu dài để mà tránh cái đổ máu Syria. Thì con đường có lẽ là như vậy. Đúng như đồng chí nói là sớm muộn thì cả quốc gia trong ngoài khu vực và ngay cả Tổng thống Assad cũng phải lùi. Cũng phải mỗi đường bên để phải nhân nhường cả để tránh cái đổ máu. Tất cả đều thống nhất với nhau là không được đổ máu nhiều ở Syria. Xin cảm ơn ông. Thưa quý khán giả, giữa lúc cộng đồng quốc tế can thiệp vào tình hình Syria một cách quyết liệt như vậy và con đường dẫn đến một biện pháp hòa bình vẫn còn khá xa vời, thì tình trạng bạo lực tại Syria không có dấu hiệu sớm ngừng lại. Một điều nguy hiểm là sự ủng hộ về kinh tế và cả phần nào đó là quân sự của các nước phương Tây đối với phe đối lập Syria càng khiến cho cuộc xung đột ở nước này phức tạp hơn. Người ta đang lo ngại đến nguy cơ nội chiến ở đây trong một đất nước mà vũ khí giờ đây đã trở nên rất dễ kiếm. Mời quý vị theo dõi phóng sự sau.
Những đường biên giới được coi như cánh cửa của một đất nước mở ra với thế giới. Bất chấp sự cô lập của cộng đồng quốc tế, biên giới của Syria vẫn mở và rất dễ ra vào. Điều này có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc vũ trang hóa cuộc xung đột giữa chính phủ và lực lượng đối lập Syria. Gần như ngay sau khi cuộc khủng hoảng Syria bùng phát tháng 3 năm ngoái, đã có tin về việc vũ khí được tuôn lậu qua biên giới để vũ trang cho lực lượng đối lập của Tổng thống Assad. Mất $1,000 để thuê một chiếc xe chở đầy những vật liệu có thể dẫn đến chết người vượt qua biên giới. Đó là khoản tiền mà lực lượng Al-Qaeda đã trả để những kẻ buôn lậu, phần nhiều là người Iraq hay Liban mang vũ khí vào Syria. Tiết lộ của anh Ziad Ismail, trạm trưởng trạm hải quan cửa khẩu giữa Syria và Liban. Những người đó đã mang vũ khí vào tàn phá đất nước chúng tôi, giết người dân vô tội và trang bị vũ khí cho kẻ thù của chúng tôi. Anh Ziad cho biết từ vài tuần trước đây, số nhân viên hải quan cửa khẩu đã tăng gấp đôi. Giờ đây, với việc nhiều quốc gia lên tiếng cung cấp vũ khí cho lực lượng đối lập của Syria, thì việc cuộc khủng hoảng chính trị ở Syria sớm trở thành nội chiến đã không còn là nguy cơ xa vời. Syria có hơn 2.000 km đường biên giới với 5 quốc gia: Israel, Iraq, Jordan, Thổ Nhĩ Kỳ và Liban. Ba thành phố nơi xung đột diễn ra ác liệt nhất là Homs, Idlib và Daraya, chỉ cách các đường biên giới có 1 giờ xe chạy. Vị trí này là lý do khiến ba thành phố trở thành mặt trận tuyến đầu của lực lượng đối lập. Thành phố Dara, một tâm điểm của cuộc nổi dậy chỉ cách biên giới Jordani có vài chục km. Có rất nhiều tin tức về việc vũ khí từ nước ngoài đã được tuôn vào đây, khiến Dara trở thành một trong những yếu điểm của an ninh quốc gia. Nhà chức trách cho rằng rất nhiều tay súng của lực lượng quân đội tự do Syria đã tràn vào Dara từ các cửa khẩu vùng biên lỏng lẻo. Họ thoát ẩn, phát hiện, giết và bắn. Rằng họ đến từ bên kia biên giới, nhưng có thể không phải là từ Jordan. Họ chỉ sử dụng đất nước đó làm bàn đạp. Nhiều người trong số họ đến từ châu Phi. Giới chức Syria cũng tin rằng lực lượng trong nước đang được các thế lực nước ngoài vũ trang. Người Mỹ thúc đẩy mọi nỗ lực để làm hài lòng chính phủ Israel. Vì thế, người Mỹ trang bị vũ khí cho các nhóm vũ trang, kích động họ nổi dậy để họ hành động, thay vì người Mỹ trực tiếp nhúng tay vào. Trong khi các nước phương Tây lên án chính quyền của Tổng thống Assad đối đầu với phe nổi dậy, thì nhiều nước vẫn tin rằng tất cả các bên trong cuộc xung đột này cần phải chịu trách nhiệm về việc bạo lực gia tăng. Và với việc nhiều vũ khí xuất xứ từ nước ngoài, thì cuộc khủng hoảng Syria càng có nguy cơ vượt qua biên giới để gây bất ổn cho cả khu vực. Thưa Thiếu tướng Lê Văn Cương, trong thành phần ô hợp của những cái lực lượng đối lập tham gia cuộc xung đột Syria thì theo ông, việc vũ trang cho lực lượng này sẽ gây nguy hiểm như thế nào? Và liệu Syria có trở thành một Afghanistan thứ hai với cái sự can thiệp như vậy? Đúng như đồng chí nói, cái việc mà Mỹ và cả đồng minh Tây Âu còn rất do dự và ngần ngại trong việc vũ trang cho lực lượng đối lập. Bởi lẽ, cho đến giờ phút này, ngay Israel cũng không hiểu rõ lực lượng đối lập là ai cả. Đấy là một lực lượng hết sức ô hợp mà không có nguồn cơ nào cả, và không loại trừ cái khả năng ngay trong đối lập hiện nay chống lại chính quyền Damascus có cả một chi nhánh của Ankara. Chứ cái việc mà tại vũ trang như lực lượng này cũng rất nguy hiểm, không cẩn thận thì làm cho sau khi Assad ra đi nữa, sẽ trở thành một cái lò lửa, một cái thảm họa ở Syria. Mà cái điều này là hoàn toàn rất nguy hiểm đối với Israel, rất nguy hiểm với cả Trung Đông nữa. Chứ cái việc mà Assad ra đi nữa, nó tạo ra một khoảng trống quyền lực. Nếu mà không vào tay những người mà có trách nhiệm, vào tay Al-Qaeda hoặc những lực khác đó, thì cực kỳ nguy hiểm. Cho nên vì thế mà tôi nghĩ rằng cũng là một nguyên nhân mà Mỹ và cả nước Tây Âu rất ngần ngại, rất do dự trong việc trang bị vũ khí cho đối lập này. Xin cảm ơn ông. Thưa quý khán giả, phóng sự vừa rồi là một phần bức tranh bạo lực tại Syria hiện nay. Trong gần 30 phút vừa qua thì chúng ta đã bàn đến những giải pháp ngoại giao, sự can dự của các nước liên quan tới tình hình Syria. Với vị trí địa chiến lược quan trọng ở Trung Đông, có đường biên giới với 5 quốc gia, với những phức tạp về sắc tộc, tôn giáo, thì cuộc khủng hoảng Syria quả thực là một thùng thuốc súng đầy nguy hiểm. Để tháo ngòi cho cuộc khủng hoảng này đòi hỏi một giải pháp toàn diện, có tính đến quyền lợi chính trị và trách nhiệm của tất cả các bên. Sự đổ lỗi về một phía là chính quyền Syria cũng không thể giải quyết được vấn đề. Và sự can dự của các cường quốc, các quốc gia có ảnh hưởng trong khu vực đối với tình hình Syria còn rất khó dự đoán. Và đôi khi sự can dự của các nước bên ngoài đến tình hình Syria còn bị chi phối bởi các sự kiện chính trị ở chính những nước này, như việc Nga, Pháp, Mỹ tổ chức bầu cử hay cuộc khủng hoảng hạt nhân của Iran. Và chúng ta sẽ còn phải chờ xem tình hình Syria sẽ diễn tiến đến đâu. Đến đây chúng tôi xin kết thúc phần bình luận chính của chương trình ngày hôm nay. Ít phút cuối mời quý vị theo dõi mục Thế giới 7 ngày qua để cùng nhìn lại bức tranh đa màu sắc của thế giới trong tuần.
Sự nóng lạnh thất thường trong vấn đề hạt nhân của Triều Tiên một lần nữa lại được bộc lộ trong tuần qua khi Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên tuyên bố kế hoạch phóng vệ tinh Quang Minh Sơn do nước này tự chế tạo. Kế hoạch này được công bố chỉ nửa tháng sau khi Triều Tiên thông báo đồng ý ngừng các vụ thử tên lửa tầm xa, một phần trong thỏa thuận với Mỹ để đổi lấy viện trợ lương thực. Tất cả các bên còn lại trong đàm phán 6 bên về vấn đề Triều Tiên, trong đó có cả Nga và Trung Quốc, đều đã bày tỏ lo ngại về kế hoạch này. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng nêu rõ đã lựa chọn một quỹ đạo bay an toàn để vụ phóng không ảnh hưởng tới các nước láng giềng, đồng thời tuyên bố sẽ nghiêm chỉnh tuân thủ các quy định quốc tế liên quan về sử dụng vệ tinh khoa học công nghệ vì mục đích hòa bình. Kế hoạch phóng vệ tinh dự kiến được thực hiện vào giữa tháng sau. Một sự kiện không ồn ào nhưng được quan tâm đối với khu vực Đông Nam Á đã diễn ra tuần qua, cuộc bầu cử tổng thống tại Timor-Leste. Đây được xem là phép thử quan trọng đối với nền dân chủ non trẻ đang được bàn giao lại quyền kiểm soát an ninh từ lực lượng của Liên Hợp Quốc. Cử tri Timor-Leste bỏ phiếu bầu chọn tổng thống từ danh sách 12 ứng cử viên, trong đó có đương kim tổng thống José Ramos Horta. Nếu không có ứng cử viên nào giành được số phiếu qua bán, thì cuộc bỏ phiếu vòng 2 sẽ diễn ra trong tháng 4 tới. Năm 2012 đánh dấu tròn 10 năm Timor-Leste độc lập, tách khỏi Indonesia sau cuộc trưng cầu dân ý được Liên Hợp Quốc ủng hộ. Timor-Leste có diện tích chưa đầy 15.000 km2 với dân số chỉ khoảng 1 triệu người. Làn sóng biểu tình chống Mỹ đang dâng cao tại Afghanistan sau khi một vụ thảm sát dân thường nước này do lính Mỹ thực hiện bị phanh phui tuần qua. Mặc dù trước đây đã có những lần thường dân Afghanistan bị sát hại nhầm trong các chiến dịch của liên quân do NATO đứng đầu chống lại Taliban, nhưng vụ thảm sát mới nhất này được coi là một trường hợp riêng biệt và không thể bào chữa được bởi hành động lần này là cố ý. Cách hành xử này là không thể chấp nhận được. Người Afghanistan coi trọng công lý hơn việc bồi thường. Theo các nhà phân tích, việc nhầm vào dân thường một cách có chủ đích và giết hại người dân vô tội rõ ràng sẽ làm tăng tâm lý chống Mỹ của người dân Afghanistan và ngược lại tạo tình huống thuận lợi cho Taliban trong bối cảnh Mỹ và NATO sắp chấm dứt sứ mạng tại đây. Những mất mát về con người luôn là nỗi đau khó có thể khỏa lấp. Đó là bầu không khí đang bao trùm nước Bỉ. 22 học sinh chủ yếu là người Bỉ đã vĩnh viễn không còn có thể trở về ngôi trường này khi tai nạn ập xuống trên đường các em đi nghỉ về từ Thụy Sĩ. Tôi có thể hình dung được những gì các gia đình đang trải qua, thật buồn và khủng khiếp. Cả nước Bỉ đang trong nỗi buồn sâu sắc. Mất đi một người lớn đã là nỗi đau quá lớn. Mất đi một trẻ em thì nỗi đau không gì diễn tả nổi. Đang có những nghi ngờ rằng người lái chiếc xe buýt đã mải bật đầu đĩa DVD ngay trước khi xảy ra tai nạn. Một số giả thuyết trước đó đã bị loại trừ. Không có chiếc xe nào khác liên quan đến vụ tai nạn. Chiếc xe không đi quá nhanh và lái xe không uống rượu mà cũng không bị đau tim đột ngột. Trong lúc nguyên nhân tai nạn tiếp tục được điều tra, hoa, nến và đồ chơi vẫn tiếp tục được mang đến đặt tại nhiều nơi để tưởng nhớ các em. Mục Thế giới 7 ngày qua kết thúc chương trình Toàn cảnh Thế giới ngày hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Một lần nữa xin cảm ơn Thiếu tướng Lê Văn Cương đã tới tham gia chương trình với những phân tích sâu sắc. Kính chào tạm biệt quý khán giả và hẹn gặp lại.